Tử vi tuổi Kỷ Mão, sinh năm 1999 Nam Mạng, năm 2022, thần tài mở két phát lộc. Chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, trong năm 2021 Tân Sửu, những người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 Nam Mạng đã gặp không phải là ít khó khăn. Áp lực cuộc sống cũng như trong công việc khiến cho họ cảm thấy luôn tự ti, thậm chí là bất mãn cho số phận. Tại sao người ta lại được sống sung sướng, còn mình lại phải chịu cảnh lầm than này? Quý vị thân mến, năm 2022 Nhâm Dần sẽ là một năm đổi vận của quý vị tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, là một trong những tuổi được thần tài chiếu cố, ban lộc trời cho, tiền bạc tiêu mỏi tay không hết. Việc xem lá số tử vi cho tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 Nam Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần sẽ giúp cho các bạn tuổi Kỷ Mão thấy được bức tranh tổng quan về vận hạn cũng như công danh sự nghiệp và tình duyên của mình trong năm mới 2022 Nhâm Dần, để từ đó các bạn sẽ có được những bước đi đúng đắn và chính xác nhất trên con đường tài lộc và thành công của chính mình. Trong chương trình xem tử vi tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 Nam Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần này sẽ được luận giải bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh. Qua đó, lá số này thầy sẽ chỉ rõ cho các bạn tuổi Kỷ Mão thấy được những vận hạn cần tránh và chỉ cho các bạn những bước đi đến thành công trên con đường học tập cũng như là tài lộc của mình. Ngay sau đây xin mời tất cả các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết. Tử vi tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, năm 2022 Nam Mạng, dám chấp nhận tất cả. Tử vi tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, năm 2022 Nam Mạng cho biết con giáp này gặp nhiều may mắn trong học tập, sự nghiệp, nhân duyên bởi được Thanh Long và Thái Dương bảo hộ. Tử vi tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, năm 2022 Nam Mạng. Tử vi tuổi Kỷ Mão năm 1999, năm 2022 Nam Mạng diễn ra như thế nào? Những anh chàng bước sang tuổi 23 trong năm Nhâm Dần 2022 sẽ gặp được nhiều may mắn, nhưng đồng thời cũng có những tình huống éo le diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Trong số đó, được sự trợ giúp của các tinh Thanh Long và Thái Dương, người tuổi Mão sinh năm 1999 có đường học hành kết giao tài lộc dồi dào, có nhiều bước tiến đột phá. Tuy nhiên, bị ảnh hưởng bởi hàm trì và thiên không, nên vận trình tình duyên của những người tuổi Kỷ Mão trong năm 2022 không mấy khả quan. Những người này sẽ phải thường xuyên hứng chịu những đả kích về mặt tình cảm. Không những vậy, sức khỏe của bạn cũng sa sút, ốm đau liên miên. Vì vậy, người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 cũng nên chú ý đến ảnh hưởng của hai hung tinh này. Bản mệnh cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên tạo áp lực tinh thần quá lớn cho bản thân. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của bản thân. Đồng thời, những gia chủ tuổi Kỷ Mão cũng cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải. Kim bài thái tuế chính là vật phẩm phong thủy chuyên hóa giải hạn thái tuế. Mặt trước có in hình thái tuế tinh quân của năm 2022 là hạ ngạc đại tướng quân. Mặt sau có in lệnh phù thái tuế, mang theo kim bài bên mình để được thái tuế tương trợ, giúp cho vận trình năm được hanh thông thuận lợi. Sự nghiệp, tử vi tuổi Kỷ Mão cho hay vận trình sự nghiệp của bạn rất lạc quan khi bước sang năm Nhâm Dần 2022. Với sự giúp đỡ của Thái Dương, đối với một số người tuổi Kỷ Mão vẫn còn đi học thì sẽ có những bước nhảy vọt trong học tập. Thành tích của những người tuổi Mão sinh năm 1999 trong năm Nhâm Dần có thể nhận được học bổng cũng như cơ hội được nhà trường khen ngợi. Tài lộc, tử vi tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, năm 2022 Nam Mạng cho biết sức khỏe tài lộc của những người này khá mỹ mãn. Trong năm nay, những người cầm tinh con mèo 23 tuổi được Thanh Long phù trợ nên có thể kiếm được nhiều của cải trong đời. Đây cũng chính là điều may mắn cho những người tuổi Kỷ Mão. Người tuổi Kỷ Mão hiện tại tuy không có năng lực kiếm được tiền nhưng vẫn sẽ gặt hái được thành quả trong năm Nhâm Dần 2022. Trong số đó, ở phần học bổng cũng đem lại cho những người này số tiền không nhỏ. Ngoài ra, một số sinh viên trong thời gian thực tập hay người đi làm đang thử việc cũng sẽ được công ty khen thưởng động viên khi có thành tích xuất sắc. Để kích hoạt cung tài lộc và sự nghiệp, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Kỷ Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, mang theo bên mình sẽ được thần Phật độ mạng, che chở, khiến cho mọi việc được hanh thông thuận lợi. Tình cảm,
nhân duyên của người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 cũng rất tốt trong năm 2022. Dưới sự giúp đỡ của Thanh Long, bản mệnh dần trở nên nổi tiếng. Điều này cũng rất hữu ích cho sự phát triển sau này của bạn. Vì vậy, người tuổi Quý Mão có thể mong muốn nhân cơ hội này để kết giao nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, cũng trong năm 2022, những người tuổi Kỷ Mão có vận trình tình cảm không mấy tốt đẹp. Có câu nói, được cái này thì mất cái kia. Những người tuổi Mão bước vào tuổi 23 rất may mắn về học hành, tài lộc và các mối quan hệ trong năm nay, nhưng tình cảm thì lại gập ghềnh hơn. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh, vận đào hoa của người tuổi Mão tương đối sa sút, dễ bị người khác phá hoại. Đặc biệt, với một số người tuổi Quý Mão, những anh chàng này chưa hiểu chuyện đời, dễ bị một số kẻ tiểu nhân vô lương tâm trong xã hội lừa gạt, khiến cho bản thân đau khổ. Vì vậy, những người này nên cẩn thận kết giao trong năm Dần. Đặc biệt, trong năm 2022, những anh chàng muốn thoát khỏi cảnh độc thân, đừng quá tin tưởng vào người khác, nếu không chính bạn mới là người bị thương. Sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 trong năm 2022 không được suôn sẻ cho lắm. Bị ảnh hưởng bởi thiên không, những người này có nguy cơ gặp tai nạn cao trong năm nay, đặc biệt là đối với một số nam thanh niên năng động, dễ gặp phải các đòn hiểm trong năm Nhâm Dần. Vì vậy, bản mệnh nên chú ý đến sự an toàn của bản thân trong cuộc sống, hạn chế tham gia các trò chơi mạo hiểm hay các hoạt động giải trí mất an toàn như nhảy dù, trượt tuyết, leo núi. Các hoạt động như thế này rất dễ gây thương tích cho những người tuổi Quý Mão sinh năm 1999. Nếu muốn thư giãn, bạn có thể tham khảo các hoạt động ngoài trời nhẹ nhàng hơn, nhưng bản mệnh cũng cần phải chú ý an toàn khi đi lại. Bên cạnh đó, các chuyên gia phong thủy có khuyên gia chủ tuổi Kỷ Mão hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân để được quý nhân tương trợ. Khi được quý nhân tương trợ giúp đỡ, mọi việc sẽ hanh thông thuận lợi, gia tăng sức khỏe và tài lộc cho gia chủ. Hung cát, tử vi tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, năm 2022 nam mạng cho biết, con giáp này gặp nhiều may mắn trong học tập, sự nghiệp, nhân duyên bởi được Thanh Long và Thái Dương bảo hộ. Trong năm nay, những người cầm tinh con mèo bước sang tuổi 23 có nhiều cơ hội phát triển. Điều bạn cần làm là phải biết nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên, mặt tình cảm và sức khỏe của những người tuổi Quý Mão trong năm Nhâm Dần lại không được tốt cho lắm. Hàm trì và thiên không mang đến cho bản mệnh nhiều rắc rối, nên những người tuổi Mão sinh năm 1999 cần phải đề phòng sự ảnh hưởng của hai hung tinh này. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Kỷ Mão trong năm 2022 nữ mạng từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, khi bước sang tháng đầu tiên của năm mới, con mèo 23 tuổi có vận trình khá suôn sẻ về mặt tài lộc. Người tuổi Kỷ Mão 1999 bị ảnh hưởng bởi không khí sôi động lễ hội nên cả người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực. Đặc biệt, phúc khí của những người tuổi Mão trong tháng này rất vượng, bản mệnh thường có thể gặt hái được mọi niềm vui từ cuộc sống, chẳng hạn như được người lớn tuổi tặng quà hay phong bao lì xì dịp năm mới. Tháng 2, người tuổi Quý Mão có vận trình học hành khá tốt trong tháng này với sự trợ giúp của các tinh Thái Dương nên những người tuổi Mão học tập rất hiệu quả, do vậy những người này có được thành tích học tập ấn tượng. Tháng 3, mối quan hệ xã giao của những người sinh năm 1999 không có gì xấu trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi sao Thanh Long, những người tuổi Mão rất được yêu thích trong tháng 3, bản mệnh đi đến đâu cũng có nhóm người theo hâm mộ. Tháng 4, người tuổi Mão 23 tuổi có trạng thái tinh thần khá uể oải trong tháng 4 âm lịch, bị ảnh hưởng bởi hung tinh, tháng này người tuổi Kỷ Mão dễ bị ảnh hưởng bởi một số vận khí u buồn, điều này khiến cho bản thân bị năng lượng tiêu cực bao quanh, vận may sa sút rất nhiều. Đặc biệt, một số người cầm tinh con mèo sinh năm 1999 đang bị ốm thì tháng này cũng dễ bi quan. Nếu bạn không điều chỉnh lại trạng thái của mình hợp lý thì bệnh trầm cảm có thể xảy ra. Vì vậy, người tuổi Kỷ Mão nên chú ý kiểm soát cảm xúc của mình, tránh để bị quấy rầy bởi những điều không may. Tháng 5, tử vi tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, năm 2022 nữ mạng cho hay, vận trình tài lộc không tốt trong tháng này. Một số người cầm tinh con mèo yếu đuối, dễ bị ảnh hưởng của sao hung tinh mà trở nên yếu hơn. Bản mệnh thường dễ bị ốm đau, khó chịu, bực bội. Điều này kéo theo tinh thần của con giáp này không tốt lắm. Vì vậy, những người tuổi Mão sinh năm 1999 được khuyến cáo nên nghỉ ngơi nhiều hơn trong các ngày trong tuần để tránh làm việc quá sức. Đồng thời, bạn cũng nên chú ý đến sự vận động nhẹ nhàng, cùng với đó là vệ sinh trong chế độ ăn uống. Bản mệnh nên ăn ít đồ ăn vặt, ăn nhiều rau củ quả để giúp tăng cường sức đề kháng. Tháng 6,
vận may về các mối quan hệ của người tuổi Kỷ Mão 1999 trong tháng này rất sa sút. Đối với những người tuổi Mão đã có mục tiêu, do có sự can thiệp của hàm trì nên tình hình phát triển của những chú mèo trong tháng này khá tệ. Những người tuổi Mão thường xuyên có những cuộc cãi vã gay gắt với đồng nghiệp về một số vấn đề nhỏ nhặt. Điều này dẫn đến tổn thương và thất vọng về tình cảm của nhau và làm mất sự tin tưởng lẫn nhau. Vì vậy, những người tuổi Mão sinh năm 1999 nên chú ý làm giảm tác động của hàm trì trong tháng này, đừng để hung tinh phá hoại nhân duyên của mình. Tháng 7. Trong tháng này, sức mạnh của hàm trì sẽ tiếp tục phát huy tác dụng của nó và một số người tuổi Mão độc thân chắc chắn sẽ bị hung tinh này chiếu mệnh, khiến cho mối quan hệ của bản thân trở nên gập ghềnh và có những tổn thất về mặt tình cảm. Điều này cũng là một phần do vận đào hoa không tốt của những người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Vì vậy, đối với những con giáp độc thân, tháng này không thích hợp để bạn phát triển mối quan hệ mới. Tử vi tuổi Mão sinh năm 1999, năm 2022 khuyên bạn nên chú ý đến học tập hay các khía cạnh khác trong cuộc sống. Tháng 8, vận trình tài lộc của người tuổi Mão 1998 khá tốt trong tháng này với sự giúp đỡ của các cát tinh mà bạn được lãnh đạo cấp trên hoặc người đi trước đánh giá cao và ủng hộ. Do vậy, thu nhập của những người bạn tuổi Kỷ Mão trong tháng này cũng được cải thiện. Điều này thực sự rất tốt. Tháng 9, những người tuổi Kỷ Mão dễ gặp tai nạn do các sao hung tinh quấy nhiễu tấn công trong tháng 9 âm lịch. Bởi vậy, bản mệnh nên đề cao cảnh giác trong tháng này và chú ý đề phòng an toàn, chẳng hạn như phòng cháy chữa cháy, chống thấm rột. Đồng thời, nếu những người tuổi Mão đang đi ra ngoài, bạn cần phải tuân thủ luật lệ giao thông và chú ý đến an toàn cá nhân để giảm nguy cơ xảy ra tai nạn. Tháng 10, đối với những người tuổi Mão độc thân, do sức mạnh của sao hung tinh đang dần tiêu tán, nên bạn có thể sẽ có rất nhiều đào hoa trong tháng này. Tuy nhiên, tháng 10 âm lịch tuy có nhiều đào hoa, nhưng vẫn có tốt xấu. Cho nên nếu người tuổi Mão có ý định độc thân thì phải cân nhắc và xác định thật kỹ càng. Đừng nên duyên sớm, nếu không sẽ dễ gây tổn thất về mặt tình cảm do không hiểu biết rõ ràng. Tháng 11, vận trình tài lộc của người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 có phần giảm sút trong tháng 11 âm lịch này. Một số người cầm tinh con mèo có thể có ham muốn chi tiêu mạnh mẽ hơn. Điều này khiến cho bản mệnh thường tiêu dùng không kiểm soát, kinh tế cũng sa sút đi nhiều. Vì vậy, người tuổi Mão nên biết cách kiểm soát hợp lý các khoản chi tiêu của mình trong khoảng thời gian này. Con giáp này tiêu dùng hợp lý, không nên tiêu xài hoang phí, nếu không, dễ ảnh hưởng đến vận may tài chính của bạn. Tháng 12, vận trình tài lộc của những người sinh năm 1999 tương đối ổn định trong tháng này. Mặc dù tháng này là tháng cuối năm, nhưng hầu hết những người cầm tinh con mèo 23 tuổi không cần phải lo lắng quá nhiều trong cuộc sống. Con giáp này, hãy học khi cần học, đi làm khi cần đi làm, nghỉ ngơi thì hãy thôi. Điều này khiến cho cuộc sống của bạn trở nên ổn định và cân bằng hơn. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được những may mắn và thành công. Ở mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta cũng phải biết chấp nhận bằng lòng với cuộc sống dường như đã được an bài này, đúng không ạ? Qua phần luận giải này thì chúng tôi cũng mong rằng quý vị phần nào nắm bắt được vận hạn của mình trong năm mới và từ đó thì sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.